mọi người, lại là mình đấy, Yun nè. Thì clip của ngày hôm nay là mọi người biết gì không? Thì như đã hứa, hôm bữa giờ Uni bạn phá tôi quá, nên là clip của ngày hôm nay là không có Uni nha mọi người. Ê, cái ông kia tôi trên này mà ông nói không có tôi là sao? Cái tinh hồng của ông đâu, muốn ăn đòn hả? Ủa cái gì vậy? Ở đâu trên đó vậy Uni? Trốn trên này nãy giờ này trời. Bất mới gì tôi quay clip mà trốn trên này làm gì? Tại vì ông thấy cái cúp không? Ừ, thấy. Tôi là kẻ chiến thắng, cái cúp này là của tôi. Ờ gì bày đứng đó chơi mình luôn đi, của bè à, của bè hết luôn á. À. Ê ông kia, ông là dung đất không, ông đi dưới đất sao ông lên cây ông chèo hoài vậy? Ủa gì vợ tôi thích leo đâu tôi leo trời. Mất mớ quay mày nói tôi trời, clip của ngày hôm nay tôi thích quay gì tôi quay chứ. Mà ông biết tin gì chưa? Tin gì? Kênh của ông được 200k sub rồi. Cái gì? 200k sub à? Ừ, đúng đúng đúng. Yeah. Ủa nhưng mà cái này tôi biết không quay rồi mà. Gì vậy? Ờ tôi biết không quay rồi. Ủa vậy sao dê trời? Ê tôi dê cho bè dê theo trời. Yeah. Thôi chịu rồi. Đúng vậy, mới vừa hôm qua thôi là kênh YouTube của mình đã cán mốc là 200.000 subscribe. Trời ơi, mình không tin là lên được 200.000 subscribe luôn á. Cái kiểu này là vui quá trời vui luôn. Thì vui quá thì sao? Vui quá thì chắc là ớt một tầng. Ừ, ớt một tầng luôn, khỏi ra clip luôn. Tại vui quá mọi người. Thì nói giỡn với mọi người thôi chứ sao mà tôi ớt được đúng không? Thì mình nhớ không làm á. Thì cách đây 8 tháng trước, ngày 13 tháng 3 năm 2023, sao tôi đi liền với số 3 nhiều dữ vậy trời. Đây là cái clip đầu tiên trên kênh của mình nè mọi người thấy không? Đó, lúc đó là tôi chỉ có 8 cái team thôi. Với lại là bầu team lúc đó chỉ có 3 người, đó chính là chị Di Di nè và Yumi Play là mình á, với lại là BD. Đó, 3 người đầu tiên sáng lập lên bầu team nha. Phía bên đây là quản còn viên khoáng thạch crypto nè. Và cũng như là ngày tháng nó cũng đã hiện 13 tháng 3 2023. Thì sau 8 tháng là mình có những gì? Là mình đã có một cái kênh YouTube đạt 200.000 subscribe. Quay từ lúc nào tôi cũng không biết nữa, tên Yumi của tôi đã trở thành là Yun Thúi, Yun Đất, Yun Béo. Đó, tự nhiên có quá trời tên luôn, tôi cũng không hiểu sao nữa. Mình nghĩ là mấy cái tên đó mấy bạn yêu quý mình nên là mới đặt cho mình đúng không? Nhưng mà tên là nó hơi bốc mùi tí nha, nó hơi thầm thầm á, hơi bị thúi á trời. Thì bây giờ là tâm sự thật một tí xíu nha, sau khi mà lên 200.000 sub là cảm giác của mình và cảm nghĩ của mình sẽ như thế nào? Thì những ai mà theo dõi kênh của mình từ lúc mới bắt đầu á, mọi người cũng đã biết, thì lúc đó là game nó rơi vào một cái tình cảnh là nó tồi tệ nhất mọi người. Game hình như lúc đó này nó xuống cấp luôn á. Và tự nhiên ở đâu là mọc lên một con Yun Đất. Đó, một con Yun Đất nha mọi người, là tôi nè. Rồi đi làm những cái content vui nhộn, nói chung là khác biệt với những cái kênh khác, như là bắt ớt nè, rồi xong rồi đi báo, rồi quay cùng với bầu team rất rất là nhiều và nhiều thứ khác nữa. Và sau khoảng một thời gian làm là bên nhà phát hành đối tác Hegin cũng để tặng cho mình là một cái banner. Lúc mà mình nhận banner xong thì mình cũng có giao lưu với những người YouTuber khác cũng nhận được banner, có chụp hình chung nữa. Có nhiều bạn hỏi mình là sau khi anh nhận banner xong anh có vui không? Thì có nha, thật sự rất là vui luôn. Nhưng mà có vui cũng phải là có buồn, tại mọi người biết sao không? Khi mà mình đeo banner xong á, mình đi ra ngoài Plaza này hay là khu trung tâm hay là khu nhà cái kêu ủa cái ông partner này là ai vậy? Tự nhiên tôi đứng hình luôn mọi người. Lúc đó là tôi có một suy nghĩ, ừ bây giờ là nếu mà có partner đúng không, mà tự nhiên ra Plaza hay là ra những cái khu khác mấy bạn nhận không ra mình thì thật sự là cũng rất là buồn mọi người. Vì thế rồi từ lúc đó là mình tập trung vô cái clip của mình, nên là mọi người biết đó, clip của mình lúc nào là cũng đang trễ cả. Tuy là quay xong rất là sớm nha, nhưng mà vẫn là đang trễ, tại mọi người biết sao không? Edit rất là lâu, tại tôi muốn chỉnh chu mọi người. Thì sau khoảng một thời gian tập trung vô clip thì cái kênh của mình nó cũng đã phát triển thêm một tí xíu nữa. Đó, lúc đó là tôi đi báo, trời ơi, tôi kéo một đàn con Yun Đất đi quậy banh cái game Play to Leader này luôn. Thì bên nhà Hegin thấy tôi báo quá nên mới lấy cái partner của tôi lại. Thì cái tính của mình là mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Thì mất partner thì sao? Mất partner thì tôi báo luôn Hegin. Với lại là còn một câu hỏi mình biết chắc là mọi người đang rất là thắc mắc là lý do tại sao Uni lại biết mình. Và tới thời điểm hiện tại Uni clip này cũng quay chung với mình. Đó, mọi người có muốn biết không? Lát nữa là mình sẽ quay mình phỏng vấn Uni luôn. Nhưng mà trước hết nhân dịp 200.000 sub ra là mình sẽ có 5 phần quà dành tới cho mọi người. Đó chính là mình sẽ tặng cho mọi người 5 gói trong cửa hàng. Biển sao dưới 129.000 là mình sẽ tặng hết nha, 5 gói. Thì cái cách tham gia mini game lần này nó sẽ hơi khác biệt tí xíu, nên là mọi người hãy nghe cho kỹ nha. Đầu tiên là mấy bạn hãy lên YouTube, rồi mấy bạn hãy vô kênh của mình, rồi sau đó là mấy bạn hãy kéo xuống. Rồi mọi người thấy không, đây là cái kênh mình mới tạo, kênh Yun Thúi nha. Thì cái kênh này á là mình sẽ chơi thật là nhiều game, chơi mỗi game Play to Leader này biết là mọi người cũng thành ra chán đúng không? Thì cái kênh này mình sẽ chơi thật là nhiều game, như là game kinh dị nè, game vui vọng, nói chung là game gì là mọi người bình luận là mình đều chơi hết. Nên là những bạn nào ủng hộ thì hãy bấm đăng ký kênh, nhấn cái chuông nha. Chiều nay là mình sẽ đăng một cái clip bên đó luôn. Rồi còn đó là bước 1, bước thứ 2 là mấy bạn hãy bình luận tên, bước thứ 3 là mấy bạn hãy vô cài đặt nha, mấy bạn sao chép ID lại, rồi mấy bạn hãy bình luận vô luôn. Bước thứ 4 là mấy bạn hãy vô cửa hàng, mấy bạn thích cái gói nào dưới 129.000 thì mấy bạn hãy bình luận vô. Ví dụ như là cái gói gấu mây mềm mại này mấy bạn thích gói này quá đúng không, thì mấy bạn có thể là bình luận ở dưới luôn. Trong vòng 5 ngày liên tiếp là mình sẽ chọn ra 5 bạn để mình trải kêu nha. Còn bây giờ là mình sẽ qua phỏng vấn Uni làm sao để biết mình, đi thôi. Nhưng mà trước khi đi là mình phải đeo cái tinh hồng vô để mọi người. Trời, bữa nay bè Uni bé hung dữ lắm. Quê mà bẻ không thấy tinh hồng là bẻ chửi á. Rồi bây giờ tên bẻ nha. Ủa cái bè Uni lại bẻ vô tòa nhà Hegin làm gì vậy trời? Hello. Hello. Ngồi đây làm gì vậy? Em đang ngồi đây để em lấy cái bản tên nè. À, cái bản tên ngồi không ăn lương đúng không?
Đúng rồi. Thì hôm nay nhân dịp là kênh của anh đạt 200.000 sub thì nhiều bạn trên kênh của anh là có thắc mắc một chuyện, làm sao Uni biết anh? Bây giờ là anh sẽ đặt ra câu hỏi và em trả lời nha. Câu hỏi đầu tiên, làm sao mà em biết được anh? Thì lần đầu tiên mà em gặp anh là lúc đó em đang chơi với anh BD. À, chơi với BD Di Lõ đúng không? Đúng rồi, với lại chị Mile. À, Mili nữa à, Mimiel hả? Đúng. Ok. Lúc đó là anh còn partner luôn cơ. Vậy lúc đó anh vẫn còn partner mà em biết luôn à? Đúng rồi. Ghê vậy. Rồi sao nữa? Sao mà em chơi chung với mọi người, cái anh thả tim cho em, xong rồi em kết bạn với anh. Gì trời, tôi làm gì có thả tim vậy? Sao mà anh đồng ý nữa không? Lúc đó anh mê gái lắm. Vậy lúc đó là mê gái mà. Ủa có không ta? Ừ. Có. Ờ ok, được thôi. Xong rồi em kết bạn với anh, cái anh đồng ý luôn. Ờ rồi sao nữa? Là xong rồi hôm sau, mấy hôm sau em thấy anh đăng trên YouTube là anh sẽ tạo một cái nhóm chat để nói chuyện với nhau. Ờ có, cái này thì anh có nhớ nha, anh có tạo một cái nhóm chat rồi em vô à. Xong rồi lúc đó kiểu em thấy anh nói chuyện dễ thương mà thân thiện nữa, cái em vô xong rồi nói chuyện với mọi người, xong anh cho em làm quán chị viên. Ờ rồi sao nữa? Xong rồi tụi mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ủa làm gì có nói chuyện trời, lúc đó vô nhóm chat nhắn tin thôi chứ làm gì có nói chuyện. Lúc đó là vô nhóm chat nhắn tin, xong rồi anh còn tạo một cái Discord cho mọi người vô nữa, anh nhớ không? À là anh có tạo một cái Discord, đúng rồi mọi người. Lúc đó là mình có tạo một cái Discord nha, kiểu như là ai muốn nói chuyện với mình thì có thể là vô đó, rồi xong rồi có thể là quay clip chung với mình đồ này đó. Thì chắc là bên này phải vô luôn, đúng không? Đúng rồi, xong rồi lúc đó là kiểu như là em đu idol vậy á, hiểu không? Ha, vậy là bên này phải đu idol mọi người. Bẻ đu Junbi Play. Đó, giờ nên là bẻ ngồi ở đây luôn thôi, chịu rồi. Đu idol xong giờ thành nóc nhà luôn rồi nè. Gì vậy trời? Ở trước hồi nãy là tôi có nghe bèo này nói là giọng tôi của tôi dễ thương. Rồi xong mà từ dễ thương đó, đang kêu tôi là Jun thúi Jun đất không mà thôi, chịu rồi. Tại hồi đó dễ thương chứ giờ thấy thúi nha. Thì nói chung là Uni biết mình là từ cái lúc mà mình mới nổi mọi người. Bè này bé chờ tôi nổi rồi bạn mới biết tôi thôi, chịu rồi. Đồ dễ dúi. Không có. Chơi gì nữa? Bà biết tôi là chờ tôi nổi lên bà mới biết chứ gì? Đâu có đâu. Trời, lúc tôi làm bà làm gì biết tôi? Không nè, anh nhớ chữ ký đầu tiên anh ký cho em là bao lâu rồi không? Thì mấy tháng trước. Anh lướt xuống dưới đi. Thôi đi, bà này bé đu. Bé đu idol lúc mà tôi mới nổi mọi người. Hết cứu rồi. Lúc đó là nổi lên fan. Cái gì? Lúc đó là nổi lên fan. Làm sao là sao? Lên fan á, kiểu là nổi chút xíu. Ở sao chịu ai còn nổi chút xíu nữa. Thì nói gì nói là lúc đó là mình dễ gần lắm mọi người. Kiểu như là mình có tạo cơ hội cho những bạn mà muốn làm YouTube đồ á, hay là làm TikTok gì á. Trong đầu mình có nghĩ là mình tạo một cái Discord ra. Lúc đó là kiểu như là ai vô nói chuyện á, mình thấy âm thanh ổn nè, máy điện thoại đồ chơi game mượt á, là mình sẽ cố gắng mình làm cho người đó phát triển luôn. Thì mình thấy bè Uni này thì mic đồ cũng ổn, điện thoại đồ chơi game cũng mượt, nên là tôi mới nhắm vô bể, tôi bắt bể làm mới chứ. Không thôi là không có đâu, bể mày không có mấy thứ đó, là giờ này chắc là bể ra trùng gà rồi. Uni. Ơi. Uni thúi. Uni thơm. Cảm ơn Jun đi. Tự nhiên cảm ơn Jun. Ừ. Cảm ơn Jun vì đã cho này là nóc nhà. Thôi chịu vậy, tôi giúp cho bè được nhiều người biết tới, bè sao bè không cảm ơn tôi? Thì tôi cũng có giúp cho ông mà. Bè giúp tôi cái gì? Giúp cho ông được à, mọi người kêu là Jun thúi. Thôi chịu rồi, đó, thấy chưa? Thấy gì chưa? Hồi nãy là em mới nói cái gì? Jun vậy? Jun thúi. Ờ đúng rồi, thì cái kênh hồi nãy là mình đặt tên là kênh Jun thúi luôn á mọi người. Thì sắp tới là mình sẽ chơi nhiều game bên đó nha. Mình sẽ rủ Uni đi chơi game kinh dị. Uni chơi không? Yay. Thôi chịu rồi, mày nè bé chơi game kinh dị, mày bé gì dữ trời. Tôi chơi mày tôi sợ gần chết, mày bé còn gì. Vậy là mọi người sắp được nghe tiếng hét của anh. Nhưng mà nhân dịp 200.000 sắp ra là em có chúc anh cái gì không Uni? Có, em chúc cho anh sớm được 2 triệu subscribe. Wow, rồi còn gì nữa? Dạ, Uni sẽ bên cạnh nên tới lúc đó luôn. Rồi sao nữa? Cho anh này xin 200 thỏi. Hả? Cho anh này xin 200 thỏi. Những lời chúc thật là vô nghĩa. Chúc để chúc đời tưởng đâu cảm động lắm chứ. Chúc xong xin 200 thỏi. Đúng là cái mặt thiên kiết thiệt. Đi ra chỗ khác chơi đi. Thì clip của mình nói chung là hôm nay là chỉ như thế thôi nha mọi người. Thì chỉ tâm sự mỗi mọi người tiếc xíu rồi xong mà tặng cho mọi người những phần quà nè. Thì những ai mà muốn tham gia mini game thì nhớ cách hồi nãy nha. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. À đúng rồi, đừng quên là tặng cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye đi Uni. Bye bye, hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Mai tôi cũng cắt cái khúc bao này tiếp à. Bye bye. Giỏi. Dạ.